Bất động sản Niềm Tin xin hân hạnh giới thiệu với quý vị về những cái lô đất ở cạnh khu công nghiệp. Có lẽ rằng là những cái vị trí lô đất này từ trước đến giờ thì Bất động sản Niềm Tin chưa bao giờ chia sẻ cho quý vị. Nó nằm ngay ở giáp khu công nghiệp Điểm Thụy và giáp khu công nghiệp Yên Bình. Vị trí của những cái lô đất này nó nằm tại ở xóm Hắng của xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, và nó nằm giáp với lại cái đường 261. Nó nằm cạnh cái con đường gom của đường đi từ khu công nghiệp Yên Bình cho đến khu công nghiệp của Điểm Thụy. Thế thì vị trí ở lô đất này nó có gì đặc biệt và nó có thể là đầu tư được hay không và giá tiền như thế nào? Thì xin thưa với quý vị là chúng ta đi từ con đường 261, chúng ta rẽ khoảng độ 100 cho đến 150 mét là chúng ta đến với cái lô đất này. Và quý vị thấy được rằng là trong cái lô đất này, tuy rằng nó là đường bê tông thật, thế nhưng mà ở trong này nó còn 4 lô đất người ta đang muốn bán. Và những lô đất ở đây thì có cái kích thước số đo là mặt tiền thì 5 mét, mà có lô thì nó sâu lên đến 40 mét. Đấy. Và chia sẻ cho quý vị thì cái giá đất ở những cái lô ở đây đấy thì nó cũng khá là ok, bởi vì bản thân tôi thấy đường xá ở đây thì nó nằm ngay ở ngã ba đường bê tông, nhưng mà người ta làm cũng rất là rộng, ô tô đi lại thoải mái. Đó là những cái giá trị của những cái lô đất ở đây. Và lô đất ở đây thì nó có những lô thì 130 mét thì nó có 100 mét là đất thổ cư, 5 mét là đất mặt tiền. Đấy. Và thưa với quý vị là cái giá thành ở đây ấy, thì nó sẽ rơi vào 800 triệu một lô. Và những cái lô đất ở đây thì có thể đánh giá là lô đất rất là tiềm năng. Tiềm năng ở cái chỗ là nó nằm ở giữa hai khu công nghiệp. Tiềm năng ở cái chỗ là có lẽ rằng là về sau này, tức là dân cư ở đây nó sẽ phải đông đúc. Thứ hai nữa là những cái khu vực này thì nó làm nhà trọ rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Đến khi mà nó đã làm được nhà trọ đông đúc rồi thì về cái vấn đề kinh doanh buôn bán thì chắc chắn là nó sẽ phát triển. Điều đó là điều thực tế. Đây là các cái mốc của cái lô đất mà người ta đã xây rồi, xây mốc rồi, đóng cọc rồi. Đấy. Lô đất bên này thì nó sâu tít vào bên trong, nó sâu khoảng độ 35-40 mét gì đấy. Đấy. Vị trí của cái lô đất thì nó rất là đắc địa, rất là đẹp. Cho nên là chúng tôi mong muốn rằng là khi quý vị xem những cái lô đất ở đây, quý vị sẽ thấy được cái giá trị để quý vị đầu tư sâu mãi vào trong này. Quý vị có thể thấy được rằng là những cái khu đất này là đất rất là đẹp về cái làm nhà làm cửa thì đất ở đây nó là đất sỏi ong, cho nên là chúng ta chỉ cần đào xuống một chút thôi là chúng ta đã đặt móng được rồi, đúng không ạ? Quý vị có thể thấy được rằng là đứng từ đây mà nhìn thấy đường gom, nhìn thấy đường cao tốc, đây quý vị nhìn thấy ô tô đi đấy. Quý vị sẽ đánh giá được cái lô đất này nó có đáng đầu tư hay không, đúng không ạ? Đấy, đường cao tốc với đường gom. Ở đây thì nó không xuống được cái đường đấy. Chúng ta phải đi sang đường khác, đi ra đường 261 cơ. Và một lần nữa thì cái kênh Bất Động Sản Niềm Tin của chúng tôi thì luôn chia sẻ cho quý vị những cái lô đất mà nó có tiềm năng, nó có giá trị, mà giá thành nó hợp lý để cho quý vị có thể đầu tư kinh doanh buôn bán về bất động sản. Và cảm ơn quý vị khi đã quan tâm theo dõi về kênh Bất Động Sản Niềm Tin. Nếu quý vị xem video nhớ like và đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.